Đây là tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 2346 với nội dung là xuất bán ra. Các thành phẩm là áo khoác nam, quần dài nam 2 lớp và áo khoác nam 2 lớp. Đối với hàng hóa xuất khẩu thì sẽ không chịu thuế xuất khẩu. Do đó, trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu thì thuế xuất khẩu sẽ bằng 0. Đi kèm với tờ khai xuất khẩu sẽ bao gồm packing list là phiếu đóng gói, biên nhận lô hàng, invoice chính là hóa đơn mà công ty chúng ta xuất ra cho khách hàng. Và trên hóa đơn thì sẽ thể hiện các mặt hàng mà chúng ta sẽ xuất bán. Và căn cứ để chúng ta hạch toán lên phần mềm là tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Ở đây chúng ta xuất khẩu theo giá FOB và tổng trị giá hóa đơn 20.980 USD và tỷ giá là 21.032 đồng. Căn cứ vào tờ khai để chúng ta hạch toán lên phần mềm như sau. Các bạn vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng, chọn kiêm phiếu xuất kho bởi vì chúng ta xuất bán hàng hóa là những thành phẩm mà chúng ta sản xuất để xuất khẩu. Chọn 2, bán hàng xuất khẩu, chọn chưa thu tiền. Khách hàng ở đây là công ty Daijin Global. Dưới giải các bạn ghi là bán hàng xuất khẩu. Ngày toán, ngày chứng từ là ngày trên tờ khai 26 tháng 2. Xuống phần mã hàng, lần lượt chúng ta chọn các thành phẩm cần xuất bán. Các bạn lưu ý chọn loại tiền là USD, tỷ giá 21.032 đồng. Và xuống dòng mã hàng, lần lượt chúng ta chọn các mã thành phẩm chúng ta sẽ xuất khẩu. Thứ nhất là áo khoác nam có mũ 2 lớp, cỡ S đến 2XL. Nợ tài khoản 131 có tài khoản 5112, số lượng 120 chiếc, đơn giá 28 USD. Thành tiền USD là 3.360 USD và thành tiền quy đổi phần mềm tự cập nhật bằng thành tiền USD nhân với tỷ giá thì sẽ ra thành tiền quy đổi. Tiếp theo, bấm vào đây để thêm mới để chúng ta thêm tiếp mặt hàng thứ hai. Quần dài nam 2 lớp cỡ S đến 3XL. Số lượng 170 chiếc, đơn giá 29 USD. Tiếp theo, chúng ta lăn chuột xuống phía dưới. Quần dài nam 1 lớp cỡ XS đến 2XL. Số lượng 90 chiếc, đơn giá 24 USD. Và thứ tư, áo khoác nam 2 lớp cỡ 2XS đến 3XL. Số lượng 390 chiếc, đơn giá 27 USD. Do ở đây là tờ khai xuất khẩu không chịu thuế nên là các bạn không cần phải chọn thuế. Sang phần giá vốn chúng ta kiểm tra. Do chúng ta xuất bán thành phẩm từ kho thành phẩm, do đó bên tác giá vốn sẽ phản ánh kho là kho 155 và tài khoản giá vốn nợ 6322 có 155. Sang phần hóa đơn, chúng ta điền số tờ khai xuất khẩu vào 0315-5412-346. Kiểm tra tổng tiền hàng USD và thành tiền quy đổi xem đúng với ở trên tờ khai hay chưa. Tổng tiền hàng là 20.980 đồng. Tổng tiền hàng là 20.980 USD bằng đúng tổng tiền hàng ở trên tờ khai. Thì lúc này các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Cất dữ liệu xong thì các bạn nhấn đóng lại. Phần mềm sẽ cập nhật chứng từ trong phân hệ bán hàng, tab bán hàng. Chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Và đây chính là chứng từ mà tôi vừa hạch toán. Nếu như mà các bạn hạch toán sai thì các bạn phải click mở chứng từ ra. Nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Lưu ý chọn đúng mã thành phẩm chúng ta cần xuất bán. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 2346 trên phần mềm Misa.